Sở Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố việc triển khai lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án giao thông, trong đó có vành đai 2 đoạn ngã tư Sở Cầu Giấy, chính là trục đường láng hiện nay. Dự án đầu tư cải tạo mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy có tổng đầu tư trên 21.000 tỷ đồng, trong đó đoạn dưới thấp hơn 17.000 tỷ đồng và đoạn trên cao gần 3.900 tỷ đồng. Do tổng đầu tư lớn nên Sở Giao thông Vận tải đề xuất tách thành hai dự án và ưu tiên cải tạo mở rộng vành đai 2 dưới thấp dài khoảng 3,8 km, điểm đầu nút giao ngã tư Sở và điểm cuối tại nút giao Cầu Giấy. Cụ thể, từ chiều rộng mỗi bên 10,5 m hiện nay, khi cải tạo xong đường láng sẽ rộng 53,5 m, vận tốc thiết kế 80 km/h và là trục chính đô thị. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là giải phóng mặt bằng theo mặt cắt ngang quy hoạch, nền mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hảo kỹ thuật, nghiên cứu đồng bộ các nút giao. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.